Xin chào các bạn đã quay trở lại với SNU. Và không biết là trong ngày hôm nay 26 tháng 4 thì chúng mình sẽ có những tin tức nào đáng chú ý nhé. Mới đây thì đã xôn xao về những hình ảnh gia đình đi cắm trại nhưng bất ngờ thì gặp thủy triều và làm mắc kẹt lênh đênh trên bãi cỏ xung quanh chỉ là nước. Hiện tại thì cư dân mạng đang thắc mắc rằng không biết là khi nào thủy triều có thể rút và khi nào thì có thể về đến được bờ. Bức ảnh cắm trại giữa sông đang được chia sẻ khắp nơi trên mạng xã hội. Hàng nghìn người cùng một thắc mắc rằng làm cách nào để ra được giữa sông như thế nhỉ? Hình ảnh trên được lan truyền trên mạng xã hội cho thấy giữa cù lao, tức là chõm mọc đất giữa sông, một gia đình hay nhóm người nào đó đang tổ chức cắm trại cùng với nhiều lều và xe ô tô. Điều mà khiến không ít người thắc mắc là chẳng biết họ làm cách nào để ra được đáy bằng xe ô tô trong khi nước xung quanh bốn bề và kín. Theo lý giải của một số người, có thể thời điểm nhóm người này ra là lúc đó nước đang xuống đã đi theo một con đường dẫn, nhưng đến khi đến nơi thì nước lên, cù lao sẽ bị biệt lập giữa sông hoàn toàn. Điều này cũng khá là hợp lý, những gì đó thật là nguy hiểm cho việc cắm trại. Được biết thì trào lưu cắm trại thời gian gần đây thu hút được sự quan tâm của đông đảo người Việt. Đó được xem là một hoạt động dã ngoại, vui chơi, giải trí ngoài trời, mang đến cho người tham gia những trải nghiệm thú vị với cảnh quan thiên nhiên, không khí trong lành và cuộc sống xanh tích cực. Cắm trại yêu cầu những kỹ năng sinh tồn cơ bản của một con người như việc phải tự làm lều, tự nấu ăn, sinh hoạt gần gũi hết mức có thể như là môi trường bên ngoài, một cuộc sống biệt lập, tuy nhiên thì không làm ảnh hưởng tới môi trường. Mặc dù nói dã ngoại để có những trải nghiệm tôi luyện thật tốt, nhưng địa điểm cắm trại cũng là thứ mà bạn nên nắm chắc và tìm hiểu kỹ để đảm bảo mức độ an toàn cho mình cũng như là những người bạn đi cùng trước khi đến. Và còn các bạn nghĩ sao về sự việc này thì đừng quên để lại bình luận cho SNU chúng mình biết nhé. Và tụi mình là SNU, mà đừng quên like, share, đăng ký kênh để cập nhật tin tức mới có trong ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.